Cuộc họp liên ngành thảo luận về xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày hôm nay dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các quan chức cao cấp ASEAN và 3 phó tổng thư ký ASEAN phụ trách 3 trụ cột cộng đồng chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội ASEAN. Đại diện cho Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 cần xác định rõ các mục tiêu, nguyên tắc và cấu trúc phù hợp với hiến chương ASEAN. Thông qua văn kiện tầm nhìn lần này, ASEAN cần tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hội nhập khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đóng góp vào hòa bình và phát triển của thế giới. Theo kế hoạch, ý kiến đóng góp của các nước về xây dựng tầm nhìn ASEAN sau 2025 sẽ được trình tại Hội nghị Cộng đồng Điều phối ASEAN lần thứ 27, dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2020. Hội nghị tham vấn về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sẽ được tổ chức để tiếp tục đóng góp ý kiến trước khi trình lên các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.